dùng thế lực dùng nhiều manh khoe, cám dỗ người đặng có khiến sai. Chúng nằm không hưởng của hoành tài, để khốn khổ mặc ai trôi kề. Mắt thấy rõ những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm dòng ru người. Thêm thời này thế kỷ 20, cố tổ đẹp thần quyền cho hết. Người nhẹ dạ nghe qua mê mất, rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh. Được lợi quyền lại được gian danh, bài xích kẻ tu hành tác phước. Làng sống ấy nhiều người đón rước, dục dân tâm sôi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phỉ báng khinh chê, cho tôn giáo làm mùi thuốc phiền. Ai nếm vào ắt là phải nghiền, chẳng còn lo trang giỏ đâu chinh. Lấy sách thân dẹp nỗi bất bình, bỏ đức tính của câu nhân quả. Dầu ai có bền gan sắt đá, cũng đóng lòng trước cảnh ngửa nghiêng. Đào diệu màu gặp lúc thương kiêng, phận môn đệ phải lo dung quen. Tâm sức nhỏ còn làm nên kiêng, người không lo có ngàn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tính nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng cao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ kinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bước âm thanh sắc tương, lo chánh hưng Phật pháp mới làm. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tâm đau. Ta cũng chẳng hoàn toàn không thạo, nhưng phân cùng bồn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Kính thưa quý vị đồng quê, kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con. Hiện tại Tùng Quê đang đứng phía trước, nơi đây là chùa thầy ở phía ngoài đường. Giờ đây thì thấy bà con mình đi tới đi lui vào những lúc này sắp Tết rồi, thấy rất là vui.
À, kính thưa quý vị, Tùng Quê đang đứng phía trước đường nhìn vào bảng là mừng xuân Giáp Thìn 2024. Cầu cho bốn biển bằng an, chúc cầu lai thới sớm làng vĩnh biên. Kính thưa quý vị, chúc cho tất thầy, chúc cho tất cả quý vị sớm làng vĩnh biên được đầu của năm 2024 quý vị, năm Giáp Thìn. Vào buổi sáng thì ở trước đường, trước mặt chùa nhìn thấy thì cũng rất là cờ hoa rất là rực rỡ quý vị, bà con mình đi tới lui cũng khá đông. Kính thưa quý vị thân mến, Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị xa gần, chào bà con, những người thân vô quen trên kênh Tùng Quê. Kính thưa quý vị, hôm nay vào ngày 26 tháng Chạp, tháng 12, 2023 âm lịch, Tùng Quê thì cũng có mặt, giờ này cũng rất là sớm, khoảng 8 giờ ngoài, ở tại An Hòa Tự, Phật Giáo Hoàn Hảo Chùa Thầy. Kính thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi thấy có những chậu bông ở phía trước, đã được đặt cái chiếc sân rất là đẹp quý vị, môi là Phật. Kính thưa quý vị, Tùng Quê thân ấy kính chào toàn thể quý vị, kính chúc quý vị tất cả bà con ở trên cộng đồng mạng, bà con thân quen, những người thân quen ở chơi của Tùng Quê vào một ngày mới an lành, hạnh phúc, vạn sự cát tôn. Và cũng không quên chúng tôi thành tâm cầu nguyện ơn trên chư Phật mười phương đồng gia hộ cho toàn thể quý vị thân tâm được khỏe, luôn bình an để chuẩn bị đón một mùa xuân Giáp Thìn rất là vui vẻ. Kính thưa quý vị, và cho chúng tôi cũng mong rằng toàn thể quý vị chúng ta cố gắng thành tâm niệm Phật để được Đức Phật A Di Đà gia hộ và được Đức Thầy gia hộ quý vị. Mong quý vị thành tâm và cố gắng. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ thành tâm để rồi cập nhật hôm nay, vào cái ngày hôm nay để cho quý vị cùng xem tại chùa Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê ở phía trước thấy là hiện tại có những chậu bông thọ, bông cúc rất là đẹp quý vị. Mình sẽ sơ lược cảnh ở phía trước một chút xíu nha quý vị ha. Dạ. Kính mời quý vị hướng vào bên trong Đức Hộ Pháp để mà thỉnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Hai bên cũng có hai chậu bông thọ. Kính thưa quý vị, thì được các chậu bông này thì chúng tôi được biết là do Mạnh Thường Quân tự động người ta mang đến nha quý vị, mang đến để mà trước sân chùa cho có quang cảnh chùa thật đẹp. Và kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi thấy cũng có một cái chậu bông mai, mai búp búp cũng rất là rồi, nhiều bông nha quý vị. Đằng phía chính giữa. Kính thưa quý vị, hôm nay tại chùa thì phong cảnh của ngày Tết cũng đã hiện ra, bông hoa cũng rất là đầy đủ, bà con hiện tại cũng đi chùa. Các cô bác này, dạ chào. Kính mời quý vị hướng đến Tam Bảo kinh lễ, các Đức Phật kinh lễ. Thì xong, kính mời quý vị hướng đến chân dung Đức Thầy. Dạ thì xong. Kính thưa quý vị, hiện tại thì
Thưa quý vị, hiện tại thì hôm qua ở trên trang Phật, hôm nay thì bông ly đã nở ra các bạn em. Với tinh thần quý vị thành tâm nơi chánh điện Phật đài để rồi nguyện cầu trên chư Phật mười phương đồng gia hộ cho toàn thể quý vị, đồng gia hộ cho cha mẹ chúng ta, quý vị cầu cho cha mẹ thảnh thơi quốc dương thủy thổ chiều mời vãn hồi. Thưa quý vị, thì với tấm lòng của quý vị, chúng tôi cũng tin chắc rằng khi đứng trước Phật đài mà quý vị thành tâm thì sẽ có sự kết quả cũng rất là mỹ mãn, bởi vì quý vị thành tâm Phật mà báo lại, quý vị thành tâm Phật mà báo lại. Thành ra do đó, do sự thành tâm của quý vị thì ơn trên chư Phật mười phương sẽ cảm ứng chứng minh và gia hộ cho toàn thể quý vị. Ngoài ra chúng ta còn là quý vị cầu cho cha mẹ thảnh thơi, là cha mẹ hiện tại của chúng ta được bình an, sống thọ, sống lâu trăm tuổi, không bệnh, không hoạn, không ngày nào lo, quý vị. Cộng thêm đó nữa là quốc dương thủy thổ chiều mời phản hồi, một ngày nào đó thì chúng ta sẽ không còn khổ vì chiến tranh và dịch bệnh, quý vị. Thật ra do đó quý vị cố gắng mà để chúng ta thành tâm để mà nguyện cầu nhờ ơn trên chư Phật mười phương đồng gia hộ, và cộng thêm quý vị cũng cố gắng sửa tâm cho mình, sửa tâm thành miếng hoa thơm, quý vị, giống như là cành hoa đang cúng Phật gì, rất là trong sạch tinh khiết, và cái màu sắc của bông mà đó là màu sắc tự nhiên, thế nên nó là màu sắc này, hương thơm này nó rất là đặc trưng, là tự nhiên, thiên nhiên mà có vị nét đẹp tinh khiết nha quý vị. Thì tâm lòng của chúng ta cũng vậy, hãy trao sữa cho thật tốt đẹp, trong lành, tâm chúng ta là toàn thiện toàn mỹ, thì bác ái vô cùng nha quý vị. Xin mời quý vị hướng đến Đức Phật Di Lặc để ta đồng thành đại Đức Phật. Tới thời mà Thượng Quân Thánh Đức Thượng Quân lập lại thì Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, quý vị xuất hiện. Kính thưa quý vị, ngày Tết sắp đến nên tại chùa cũng có cái sự trang trí bông hoa cũng khác hơn hàng ngày. Vào những ngày 28, 27 thì 28 chắc là 28 vị sẽ tất cả các ngôi thờ sẽ được cấm bông lại, do ban quản tự sẽ chuẩn bị cấm bông vào những ngày Tết, nên thì tới ngày đó thì chắc là bông rất là đẹp. Hôm nay thì chưa tới, bữa nay mới 26 mà thôi.
kính mời quý vị thánh lễ Quan Âm Năm Ái. Và tiếp theo chúng tôi kính mời quý vị đến kính lễ Đạt Ma Tổ Sư. Kính mời quý vị, thì tụng B cũng giống như quý vị, quý vị ở tại nhà, nhưng mà quý vị vẫn chứng kiến được các ngôi thờ ở trong chùa, ở cảnh chùa thường xuyên. Hiện tại thì quý vị cứ hướng đến để rồi quý vị kính lễ giống như tụng B vậy, coi như quý vị ở xa mà cũng nhận được kính lễ Phật, kính lễ Bồ Tát, kính lễ chư thần, quý vị hãy làm. Bởi vì lòng thành của chúng ta thì bất cứ nơi đâu cũng đều được hết nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kính quý vị. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Thầy. Quý vị khi đến nơi bàn có Đức Thầy đứng thì quý vị nhớ là quý vị cứ xá hai xá hoặc ba xá gì cũng được tùy duyên. Quý vị chắp tay dòng ngực hay hoặc là chắp tay lên trán, quý vị đứng, quý vị nguyện giái Đức Thầy cũng được nha quý vị, chứ không được quỳ mà cũng không được lại. Quý vị nhớ như vậy, tới nơi cái chân dung Đức Thầy thì quý vị cứ đứng rồi chắp tay đưa dòng ngực, xá ba xá hoặc hai xá cũng được, đứng chắp tay vòng ngực hay đưa lên trán, quý vị nguyện nguyện theo ý mình để rồi cho gia hộ Đức Thầy, gia hộ mình. Kính thưa quý vị, kính mời quý vị đảnh lễ Đức Phật Thầy Tây An. Kính thưa quý vị, ngôi thờ này là ngôi thờ của ông Chánh Bái. Vị này là cái vị là người đặt chân đến đây đầu tiên. Cái vị này đã cắt một cái âm cốc ở đây để tu, và sau đó thì chuyển lần lần thành ngôi chùa làng, và sau cùng thì đã giao lại cho Đức Thầy, làng lại tặng cho Đức Thầy để mở đạo nha quý vị. Thì vị Chánh Bái này để nhớ ơn của người nên đã có một bàn thờ riêng cho ông Chánh Bái nha quý vị. Từ Chánh Bái thì giống như là quý vị biết là tại vì ngày xưa vị này có làm trong đình, đình ở gần đình ở tại làng này nha quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tại thì các chậu bông này thì chúng tôi thiệt thấy thì chậu bông này đến cái ngày Tết thì chắc là bị héo đâu gì, chắc có lẽ phải thay đổi rồi. Hôm nay thì thấy cũng hơi héo rồi. Hiện tại thì kính thưa quý vị, hiện tại trên bàn củ quyền thì đã có cúng cơm rồi quý vị, đã có cúng cơm rồi, một mâm cơm mà để dân cúng. Nơi bàn thờ củ quyền thì quý vị biết là nơi đây là thờ ông bà cha mẹ chúng ta, củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp. Nên ví dụ như mà chúng ta hàng ngày có dùng chi thì cũng lấy bánh trái cây rồi cơm, các vị có mình có ăn việc chi thì mình cũng lấy nha các vị. Ở chùa thì ăn chay thì cũng chay nha các vị, để nhớ ơn tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ mình công ơn đã gây dựng nên sự nghiệp và con cháu nối theo. Giờ đây kính thưa quý vị, hiện tại nơi bàn bát tánh thì quý vị cũng biết là nơi đây thì là nơi thờ các
các vị giống như là đồng bào nhân loại vậy. Và đồng thời nơi đây thì tất cả bá tánh nhân dân, những người mà muốn vào chùa để mà ở tu, những người đạo Phật á, thì có khi có các người ta đến đây ta gửi gửi vào đây thì nơi chùa sẽ nhận và đặt lên đây. Đặc biệt thì chùa thầy không có nhận hình tượng, chỉ nhận tượng trưng bằng chân nhang, giống việc chân nhang cắm vào là xong. Thì linh hồn của người đó thì cứ việc ở đây rồi tu hành. Ở đây thì mình chùa Phật giáo Hảo không có nhận hình tượng của những người mất, chỉ thờ vô duy. Mô Di Đà Phật. Cái thú vị gần những ngày Tết thì mình thấy tự nhiên cái nát Tết nó hiện ra cái gì, thành ra cũng cảm thấy lòng nao nao. Cái đồ này nơi đây thì là cái bàn kế nghiệp. Kế nghiệp thì các vị mà làm trụ trì nơi đây mà có mắt thì được lên trên này cho thầy giống việc lên trên cái bàn này. Đặc biệt thì chú thấy nơi đây có 5 vị giống việc. Cái thưa quý vị, trong các vị kế nghiệp này có một quý vị tên là cô Liên. Cô Liên thì được ngày xưa đức thầy, sau khi đức thầy vắng mặt thì trước đó đức thầy có dặn dò cô Liên, cô phải ở đây và cô hãy làm trụ phòng, cô lo cho bà con đi chùa đến đây mà có cơm ăn, mà những người ở trong chùa được có cơm ăn nhé quý vị. Lúc đó thì cô cũng làm bộ phận rất là tốt. Sau khi chết rồi thì được biết là ngày 27 là ngày đám giỗ của cô Liên. 27 sắp tới đó vậy, hôm nay 26 là ngày mơi rồi. Hình như ngày mơi là đám giỗ cô Liên phải không? Không. 27. Cô nhẹ. Cô nhẹ chứ không cô Liên hả? Dạ, cô nhẹ. Vậy hả? Cô nhẹ là sao nữa? Cũng là chủ trì nữa nè. Mà cô nhẹ trước cô sau cô Liên quá. Sau này hồi cô nghe nói cô Liên là được thầy dặn mà. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Dặn dò ở lại mà chùa đang nấu cơm gì đó phải không? Chùa phòng gì đó. Cô đi nhẹ sau này nhẹ sau này. Sau này ha. Dạ. Rồi. Cô Liên là trước đó nữa. Chú chỉ hả? Dạ. Rồi. Cảm ơn các anh Hương Đăng, nãy giờ mình giới thiệu thì cũng không có chính xác không quý vị. Vậy là ngày 27 là đám giỗ của cô nhẹ là cô sau cô Liên đó quý vị. Cô Liên thì là cái thời đức thầy, lúc đó đức thầy có mặt đã dặn dò cho cô Liên là phải ở đây để làm chủ phòng, nấu cơm cho những người trong chùa và bà con đến cúng lễ bái. Thì cô Liên cũng đã mất và được thờ ở nơi cái bàn kế nghiệp đó. Nghe cái đồ bây giờ là giờ đây Tùng Quê sẽ đi lặn phía sau nhé mình, lặn phía sau để xem xung quanh này. Hiện tại là bà con mình đang làm gì. Ngồi các bạn. Coi mình đi chụp bông rất là đẹp. Cái đồ quý vị thân mến, giờ đây Tùng Quê sẽ đi vòng cái hướng gửi xe. Ở đây có số một số bông thọ bà con mình đã đem đến chùa để chiếc xăng nhé quý vị. Bông thọ này chỗ cũng hơi nhiều quá, không biết là tới ngày đó như thế nào. Hiện tại thì mình thấy các anh sửa kiển mình hôm nay để làm việc quý vị. Chuẩn bị sửa kiển để mà cho đẹp về những ngày Tết đến không vậy. Có một anh đang sửa kiển chạy máy thấy cũng hơi lạ. Tất cả các anh này cũng là làm công quả thôi quý vị.
À, ở đây mình không có mướn được gì hết. Chào các bạn hay. Bà con mình cũng đi chùa đã gai tới gai quý vị. Vào những ngày Tết thì thường mình thấy đi chùa bằng đồ mới nha quý vị. Nhìn thấy nó cũng khác hơn bình thường một chút. Ô chào. Ô. Hôm nay là ngày định kỳ của mình hay là tại gần Tết ta làm? Bao nhiêu định kỳ mình nó cũng gần Tết mình dọn ăn Tết nay trong tháng riêng nè. Thì đúng rồi. Thì cho đến đó cái nó vậy là định kỳ luôn hả? Ừ. Thì mình canh mỗi đợt mình làm chứ mình canh nó đúng cái việc. Dạ. Rồi cũng là cái lúc lú lú ra dừa đó hả? Dạ. À. Sẵn rồi mình dọn là Tết luôn. Có cắt hoài vậy đó hả ta? Không cắt nó bị bật cái thành cây được luôn hả? Thành gì? Thành cây được luôn vậy đó. Vậy đó hả? Ừ. Thì nó ra tùm lum lên á. À. Nó không ra cây gì đó. Các anh mình ở đâu nè? Ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp hả? Dạ. Định kỳ tự động mang đồ nghề qua làm vậy đó. Dạ. Ồ, quá yên ta. Đi lần 3 anh hả? À, 4 người, 5 người đó. 4, 5 người rồi hả? Dạ. Ô, chào ông anh. Dạ. Ờ, ông anh mình đang cắt kiển nhau vậy? Dạ. Rồi, ông anh mình ở Đồng Tháp hả? Ừ, Đồng Tháp bây giờ, Đồng Tháp. Ờ, tớp tớp giò lắm hả? Dạ. Coi như lần nào qua làm mà cũng có anh hết. Ừ, lần nào cũng có anh. Dạ. Hai tháng lên thì cũng có, tháng mấy cũng có. Ờ. Trước khi lên làm là mình có lên thăm trước không hay là khỏi? Mình như mình đợt mình định ngày đó. Định ngày tự lâm lên luôn. Ừ, định ngày cái khi mình đổ thì kiển nó dài dài, trong tháng nó ra nhiêu người, hai tháng ra dài bao nhiêu, định cũng cũng cái ngày mình lễ gần lễ rồi mình cắt trước. Rồi đúng rồi. Rồi chúc các anh mình làm khỏe ha. Dạ. Dạ. À, các quý vị thân mến, giờ đây thì hôm nay vào ngày thường không gì. Thì quý vị gửi xe ở tại điểm này khi bước vào phía này là giống như là phía trên chùa. Ở đây thì có cái chỗ gửi xe cũng rất là đặc biệt, gửi xe có giấy đàng hoàng gì mà trước giờ thì nó cũng chưa có trở ngại điều gì. Các anh gửi xe mình ở đây lúc nào cũng túc trực. Xe hệ điều hành bằng vi tính luôn. Chúng ta cũng rất là chất lượng. Ờ, chào hai anh. Dạ. Dạ. Dạ, chú Phê ơi. Dạ, bữa nay xe thấy cũng hơi đông đông nha. Dạ. Dạ. Nói xe đông như vậy. Dạ. 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 Chừng nào mình mới vô trong chắc 29 quá hả? 28. Dạ. 28 nó còn vô rồi hả? 28 vô chỗ rồi. Dạ, đang chuẩn bị chỗ rộng rộng một chút. Dạ. Kinh Tết. Dạ. Các bà bụi bông trang của anh hình như hôm nay bông nó không được êm không phải không? Ừ, quả sạch chạy phân luôn mà nó bị bụi xịt muối. Không có đâu, quen bển ngay rộ chân luôn. Rộ luôn hả? Ờ, vậy tại vì gần cái đợt anh nó vừa quá rộ. Chỗ rộ sớm. Chỗ hồi sớm. Ờ. Không coi mọi lần nó đâu có xanh miết mà giờ nó tái lét không? Ờ. Ông nhìn coi tái lét không? Dạ. Còn như ba cái bụi này. Rồi, cái tôi nghĩ chào ông anh mình. Anh đang điều khiển máy móc hệ vi tính như vậy, giữ xe mình rất là bảo đảm chất lượng, không có lộn xe khác luôn, có giấy mới lấy được xe. Rồi chúc anh với các anh mình khỏe. Các quý vị, nơi đây thì có bụi bông giấy cũng rất là đẹp.
chạm cơm ăn hòa tự quý vị. Nơi đây thì quý vị biết là nơi tiếp nhận cúng hiến tài vật, thì tất cả bà con mình ai cúng gạo thì hãy ghé vào đây, thì nơi đây có chỗ để nhận không vậy? Đó, các bạn nói được tiếp ra. À, kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng V sẽ mời quý vị đi lần phía sau nơi nấu cơm của bà Quang Tự. Cái hướng này là liền hướng giữ xe, điểm giữ xe phía sau. Hướng này thì vào những ngày đông người thì phải đem ra phía sau. Hôm nay thì bà con mình cũng đông đông. Kính thưa quý vị, vào những ngày 1, 2, 3 thì phải nói là đông lắm bây giờ. Chúng tôi cũng chứng kiến là bà con mình đi chùa đông lắm. Thì Tùng B sẽ cố gắng thực hiện những ngày đầu năm, bởi vì cũng chầm những cái ngày Tùng B chức ở tại tổ đốc Hà Tấm Giáng. Thì Tùng B sẽ quay cho quý vị thấy. Hiện tại các chị mình đang soạn chén để phơi. Hằng ngày thì các chị thường làm cái gì? Thôi chào mấy chị. Các chị mình đang làm công tác chuẩn bị phơi muỗng chén đũa. Khi mình làm xong thì mình mới đem ra nắng ha. Dạ, thì để ra nắng thôi. Rồi mình đón chừng mấy giờ mình đem vô hả sao? Dạ, tầm tiếng ngoài, chị tiếng ngoài thôi. Đem vô, thôi đem vô. Chừng mấy tiếng đồng hồ? Chừng tiếng ngoài, dạ, có nắng thì chừng tiếng ngoài. Tiếng ngoài ha. Đem vô cái làm chuyện khác. Có nghĩa là mình cho nó đủ cái sức nóng. Nó khô ghá sạch sẽ, đem vô. Dạ. Các chị mình rất là giỏi vì rất là siêng năng, bởi vì các mà dụng cụ của chùa cũng thường xuyên làm như vậy nên về an toàn cũng rất là tốt cho chúng ta. Quý vị an tâm mà vô dùng hả quý vị. Anh các quý vị, giờ đây thì cũng có các chú các anh mình dùng cơm rồi. Thấy này cũng các vị này ở xa xa trong gần đây lắm. Thôi chào, ăn một dĩa không no, làm thêm dĩa nữa nha. Ăn cho no đặng rồi mình tiếp tục. Sao hôm nay ra đây ngồi ăn chàng? Bữa gì sao? Vì sao? Bữa nay bắt đầu gói bánh rồi hả? 2, 4, 5 món quá ngon. Có canh luôn, đầy đủ như không vậy? Một dĩa cơm rất là ngon luôn. Dĩa nước ngon. Nói gì chứ dĩa cơm mà muốn ngon là cái người gấp đó đâu là phải khéo tay nữa nha, nhớ là phải cười mới được nha. Này, vừa niệm Phật vừa gấp cơm vừa gấp đồ ăn cho bà con ăn là ăn hơi xong là phải nói niệm Phật luôn. Môi là Phật. Đang bưng món gì ra đây? Món rau quá ngon. Rau rượu. Rau lan quá ngon. Rồi đem vô. Rồi. Vậy là hai món nữa. Dữ vậy? Ở đây tới 4 món à. Có món bữa nay món ngon ngon không ta? Để vô đó luôn hả? Cà xào. Cái anh của mình đó là chuyên gia bưng đồ ra. Anh này là anh bốn gì đó, ba bốn gì đó. Giờ anh từ bốn. Dạ. Bữa nay bà gói bánh tét trong á. Dạ hả? Dạ, đi cổng đi. Vậy sao? Đi vô trong như gói tét rồi. Quá đông luôn. Đi đông lắm luôn. Kính thưa quý vị, hiện tại nơi đây là thực phẩm bà con mình cho thì đem vào đây và bắt đầu mới lựa giống được. Giờ đây thì Tùng V đã vô tới bên trong nội thất rồi, nơi hậu cần.
Kính chào bà con. Chào các cô các chị đang gói bánh tét. Bánh tét là nhân trắng. Rồi như vậy mình gói gì là bắt đầu mình nấu luôn đó hả? Hấp luôn. Bữa nay 26 là mời là có bánh tét rồi mấy chị với con. Là chuẩn bị cho bà con mình ngày 28 rước ông bà. Quá êm. Cái đồ vị nơi đây là lập nhân có căn luôn, liều lượng có luôn. Rồi chào cô Út. Quá sức luôn vậy đó hả? Chèn thôi một thao nhân. Luôn đậu để vô luôn. Có dừa luôn. Ngồi kép chánh là nhìn biết liền của gì ơi. Kép chánh thì thường thường đó là làm mấy việc chánh không à quý vị. Trộn nêm. Như là thực hiện mình nấu tại đây luôn hả vậy Tư? Dạ. Ở đây. Dạ dạ. Trộn luôn. Cái kính thưa quý vị thấy không gì? Thực phẩm từ có thao định rất đầy đủ. Nghe cô Út giới thiệu là mình làm bánh tét tới 1,000 mấy hả cô Tơ? Dạ. 1,000 mấy không? Tại ngày mai còn gói ngày nữa mà ngày nay giấy kiếm dân gói cho được rồi được 900 đồng đi ngày mai gói. Thêm mới nữa. Dạ. Phải quyết định là như vậy. Quyết định là phải 1,500. Dạ. Nếu có trên được trên. Dạ. Biết mình có sẵn làm phải hết thôi. Dạ. Biết đậu là mình ra chợ có liền. Dạ. Mà ăn cơm nè. Có nghĩa là ăn cơm tại chỗ luôn. Dạ. Bữa nay nhiều thợ quá. Dạ, dạ. Bữa nay thợ nấu cơm cũng vô gói bánh tét luôn. Thợ đại nước cũng nấu gói bánh tét luôn. Vừa lái vừa gói luôn. Dạ hả? Có cái chị này nữa hả? Biết gói không chị? Mấy phòng mới gói. Ăn cơm tại chỗ luôn, cái gì không cho cái gì đi đâu chứ. Đi cái gì trốn sao? Dạ. Dạ. Nấu đậu sâu bằng tỉnh gì đó. Dạ. Thành ra nó không bị hao. Dạ. Mà trước khi đậu á, do mình ngâm mình do thật là sạch rồi nước nó bị trong rồi đậu trắng tư rồi đó, làm vớt ra cho khô rồi nấu bằng nước cốt dừa, dắt nước cốt dừa kẹo đổ vô nấu đậu. Như vậy là trong đây là có nước cốt rồi. Nước cốt toàn bộ, không có để miếng nước mặn hết. Ủa dạ. Dạ mời chú ăn thử đi. Dạ có ăn thử ở bên kia đó. Dạ. Chàng cũng quá đặc biệt quý vị. Nhưng làm theo phong cách mới, không có hao đậu, có nghĩa là chỉ hấp cách thủy. Bên đậu mình không có bị khét, không bị hao. Cơm giấy nó không hao, nó không có cái mùi, mình lỡ khét cái nó cũng mùi. Nó mất mùi ngon, chứ nên bọ này vẫn bình thường, không có hao miếng nào hết. Quá ngon, ngon quá cái gì vậy? Như vậy là đặc biệt mình làm nhân trắng không á cô? Nhân trắng không? Dạ. Phải hai cái mùi, cái mắt làm dấu rồi
nhiều khi cho người ta đòi nghiêm chuối mà lộn nghiêm trắng, khi nghiêm không trắng, khó à. Nghiêm chuối, dạ. Thôi và trắng hết. Rồi, thống nhất. Dạ. Thôi, chúc phái đoàn của cô làm khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Ngày mai chú lại nhận đòn bách về cúc nha. Để coi ngày mai có sao. Dạ, dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. À, kính thưa quý vị, khi gói xong thì sẽ để vào đây. À, để vào đây, thay vì người ta để vào cái một nồi nước, nhưng mà không. Để vào trong đây và mình hấp cách thủy. Hấp cách thủy có nghĩa là nước ở dưới, các cái sừng này nằm ở trên. Rất là hay quý vị. À, cái thưa quý vị, có một ông anh đang ngồi ông làm gì đây quý vị? Đang làm món gì ạ? Có bầu hả? Ờ, bầu cò gió. Cái ông anh mình ông đang ừ. Khó hả? Dạ khó. Ngon dữ hả? Trộn cái gì ơi? Bầu cò gió. Vậy là anh nêm luôn hả? Nêm luôn. Ồ, vậy là hay quá ta. Thợ nấu gì không vậy? Thôi, nó sắp bên sau, không sắp bên sau, không hỏi giờ đó. Hôm đó anh sắp vừa mất đó. Rồi rồi, có giới thiệu nãy giờ rồi, biết rồi, biết cách rồi. Quá hay. Cái này là cách lần đầu tiên tôi mới gặp. Này nhưng cái này như vậy là xong chưa? Nóng xong chưa? Hết niêm rồi đó. Dạ. Như vậy là chỗ nào để bánh tét là để, còn nào cơm là cơm hả? À, cơm thì nào bánh tét ấy ta mới để đi mua cái mọc cái đất. Dạ. Rồi. Thì nào rồi cái để vô cái mọc, hấp cái mọc kia. Dạ. Cho Nhiễm luôn đó, đó là khó. Ngồi cái ông này thấy tướng là ông Nhiễm rồi. Sau khi đút vô mình đưa vô là mình phải cho một gáo nước. À, nghe giới thiệu vậy? Một gáo nước, một cái một gáo nước. Có nước. Cắt vậy. Cho gáo nước rồi. Cái đồ quý vị giờ đây thì Tùng Quê sẽ lui cho ra quý vị. Rồi lui cho ra để mà mình có vùng công việc bên ngoài. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê đang trở về nơi vị trí của mình, đó là tổ tổng hành chính giảng, tiểu bang anh tổng hành chính giảng. Tới đó thì mình sẽ chờ công việc một chút. À, kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đã trở về tiểu bang anh tổng hành chính giảng. Tiểu ban Ánh Nắng Phát Hành Sấm Giảng quý vị. Nơi đây thì bổn phận của Tiểu ban Ánh Nắng Phát Hành Sấm Giảng là phát hành sấm giảng của thầy. Đó là những cái cuốn sấm giảng, những cuốn thi văn, những cuốn tùng chỉ quý vị. Và đồ dùng diệt đạo thì có đồ dùng diệt đạo là Cửu Quyền Tam Bảo chuyên dung thầy. Cửu Quyền hai kiểu. Thì tất cả bà con mình nếu mà đến đây cái cúng xong mà mình chưa có sấm giảng để đọc thì hãy đến đây để giờ chúng tôi sẽ tặng cho một bộ, và đầu thờ nếu không có chúng tôi sẽ tặng luôn những việc mỗi người một bộ để quý vị về thờ thường xuyên ở đây. Thì các anh em ở đây thường trực thường xuyên, ngày nào cũng có trực hết từ 8 giờ đến 4 giờ chiều. Hôm nay thì ngày trực đó là của anh Hoài Xanh. Thôi chào anh. Rồi chào anh Hoài Xanh trực hôm nay nhé quý vị. Ôi, kính mời quý vị, nếu mà chưa ai có sấm giảng thì hãy đến đây và đồ thờ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, chúng tôi hiện tại thấy có một phái đoàn, phái đoàn mà mình không biết tên. Nam Mô A Di Đà Phật.
Hướng về quan âm tam bảo, tam bảo phật tài tỉnh lễ ba tháng mời đồng đạo chúng ta xây về núi bàn thông đi. Hướng về bàn thông đi tỉnh lễ ba tháng mời tất cả đồng đạo chúng ta xây về núi chánh điện. Hướng về nơi chánh điện tam bảo tam tỉnh lễ ba tháng mời đồng đạo chúng ta về núi chúng ta nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Thắng. Nam mô Thập Phương Thắng. Nam mô Thập Phương Thắng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thủ Đẳng Đại Thần Chư Quan Phụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Đạo Núi Kính Hưng. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lắm dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo ba tháng một lần. Mà đạo đạo chúng ta đứng lên, ná mà xá và thống nhất chúng ta vui vui. Tôi nên được sang tham gia một nhà dạy các ba dân được chúng ta nguyện mời tổ chức cầu Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Thiên Thân A Di Đà Phật. Nam Mô Quý Thượng Đầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Quỷ Từ Bi Trung Nội Chúng Thế Giới Bình An. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Hữu Quỳnh Thất Tổ Tịnh Độ Thiên Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phù Hộ Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phù Hộ Quá Khứ Cực Lạc Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Phá Thắng Dạng Dân Thời Tâm Ba Thắng Giải Phật Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Vi Ná Cầu Đệ Tử Thiên Tai Tâm Sự Chí Huệ Thông Minh Dài Ác Đà Hòa Sáng Một Giá Dự Quyền Chúng Ta Đặc Biệt Phật Tổ Thầy. Hành Pháp Tổng Lễ Nam mô A Di Đà Phật. Hành tâm tịnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Hành tâm tịnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và hành tâm tịnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Bốn lạy là xong mà đồng đạo ta đứng lên đứng để có tâm ẩm ta sáng và sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Chúng Kiến Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Để đầu có thể cho nên ta những người chúng ta Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đảnh 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 đảnh. Nam mô Phật Tổ là Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu quốc tế gia an. Chúng con thành tâm cầu khu vực vững được tiêu trừ, toàn dân được hưng thịnh, thế giới và đất nước Việt Nam được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào nhân loại được an cư lạc nghiệp, nhà nhà được ấm no ấm út, tất cả chúng sanh được khoảng sự lòng hổ độ phá tánh dạng dân tiêu tay tận sự giải thoát mê ly phủ quyền sắc tổ tịnh độ siêu sanh cha mẹ hiện tiền an thoát trừ bao bệnh khổ cha mẹ tại đường tăng long phước thọ cha mẹ quá khứ trực phạt tây phương nguyện cầu cho dân sĩ nông công thương muôn sinh hưởng lợi đạt được kết quả tốt. Nguyện cầu hồi hướng đệ quân nam nữ trẻ già trên non giới thế sớm sang bờ giác chứng đắc quả đạo hầu di minh đồng tỏ rạng tâm cảm ơn tỉnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Hàng tâm tỉnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Hàng tâm tỉnh lễ Nam mô A Di Đà Phật.
và thành tâm tịnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Cố lại nó xong mà nó tạo lên cái lên thứ gì chân tiền sáng ba tháng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái nơi chú nằm đạo chúng ta đến đây cầu chúng ta chạy ngang để gì mà chúng ta trải nghiệm hạnh phúc gì. À, kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi dùng cơm cùng với các anh mình. Ở đây thì lúc nào cũng vậy, khi nấu cơm xong thì cũng có một mâm để dọn cúng đất đai. Đây là mâm cúng đất đai, các chị các cô mình cũng đã dọn cúng xong. Thưa quý vị, giờ này thì gần 11 giờ thì bà con mình cũng đến ăn cơm, cũng thời gian nhắn lịch cũng không đông lắm. Hôm nay thì ngày thứ hai, không phải là ngày chủ nhật. Ngày hôm qua thì nghe được biết thì ngày hôm qua cũng đông hơn ngày nay. Quý vị, kính thưa quý vị, ở đây tới những ngày tới sắp đến thì có số bà con thì từ ở phương xa về thì cũng tranh thủ đến để mà lễ bái viếng chùa vào những ngày trước Tết. Thì quý vị biết là nơi vị trí này vào tối ngày 30 chuẩn bị đốt châu thừa thì nơi đây thì sẽ dọn bàn thưa bằng rất là nhiều quý vị, mấy chục cái bàn để chuẩn bị đãi cháo cho bà con đi đi chùa để mà vào cái dịp mà lúc 2 giờ vậy. Đặc biệt ở chùa Thầy có một sự kiện là vào lúc giao thừa. Giao thừa bà con mình ở nhà mà cúng xong là bắt đầu đi chùa. Dạ. Có nghĩa là đi chùa vào lúc qua giao thừa là đi chùa tới sáng luôn quý vị, rất là vui. Nên ở tại chùa sẽ chuẩn bị những cái bàn để đại cháo, những việc đại cháo từ 9 giờ tới 1-2-3 giờ sáng luôn vậy, để tiếp tục, để liên tục. Mấy khu vực phía sau hậu này là dọn bàn hết, tới đó vui lắm vậy. Nếu quý vị mà có đi được vào giờ đó thì quý vị sẽ chứng kiến được, nhất là những bà con ở gần đây là đa số là đi như vậy. Vào lúc giờ này thì 10:30 thì trời cũng khá nắng, bà con mình hiện tại cũng cái tất cả các chỗ đều đi dùng cơm. Giờ đây thì Tùng Quê đi vào nơi Tây Lan nước công nước bà một chút kinh lễ không kịp. Các anh mình ở chỗ này tiếp tăng thì cũng đã đi dùng cơm hết rồi. Thôi kính mời quý vị hướng đến Đức Âm Đức Bà kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa xong. Cái tôi thì ở đây thì cũng có những món đồ trang trí cũng rất là cổ, có cổ có nay giống như. Dạ được anh ơi. Bây giờ Tùng Quê lui ra vì mình cũng tranh thủ cái đơn vị hôm nay Tùng Quê cũng có công việc ở trên tổ đình nên Tùng Quê tranh thủ mình là tóm gọn cái bộ phim hôm nay lại nha quý vị. Thì đây tới Tết, những ngày sắp tới Tết đó thì Tùng Quê. Các quý vị thân mến, thì hôm nay thì Tùng Quê cũng có đôi nhiều công việc nên giờ đây thì Tùng Quê xin được tạm dừng phim hôm nay.
thì xin hẹn là quý vị một ngày khác, quý vị và Tùng Lê cũng cố gắng thực hiện đây tới tới ngày giao thừa. Không biết là năm ngoái thì Tùng Lê có quay được đêm giao thừa luôn quý vị, cảnh vào lúc mà 12 giờ làm giờ làm giao thừa tại chùa, và chúng tôi có quay cảnh ban trị sự trung ương và ban quản tự để rồi đón giao thừa ở tại chánh điện. Rồi sau đó thì phong cảnh bà con mình đi chùa tấp nập tới rất là đông, rất vui. Thì năm ngoái Tùng Quê có cập nhật được chuyện đó, nhưng mà năm nay thì không biết như thế nào, thì Tùng Quê sẽ cố gắng thực hiện để tới đâu tính tới đó nha vị. Thì giờ đây thì các anh mà sửa chuyển hiện tại giờ này thì các anh cũng làm tới đây rồi quý vị. Quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê cũng chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, cô bác xa gần đã nhiệt tình ủng hộ kinh Tùng Quê. Kính thưa quý vị, kinh Tùng Quê thì đặc biệt là quay cảnh chùa thầy rất là nhiều, bởi vì quê cũng có cái ý là muốn cho bà con xa gần được chuyến chùa hàng ngày. Quý vị hướng về hòa hảo, hướng về nơi đắc địa tâm linh của Phật giáo hòa hảo, khiến quý vị được nhìn thấy chánh điện kính lễ hàng ngày, rồi hướng đến tam bảo, rồi hướng đến chân dung đức thầy để rồi giết hàng ngày. Tùng Quê cũng mong rằng quý vị nhớ như vậy, được xem như vậy để quý vị nhớ làm tròn bộ phận của mình trong thời gian hiện tại. Quý vị, quê ý thì muốn cho quý vị thăm hàng ngày, nhất là những cô bác ở xa, thật xa không có dịp về chùa, thì quý vị ở xa nhưng mà cũng vẫn thấy chùa được hàng ngày. Thì đó là cái điều mà Tùng Quê mong muốn để thực hiện. Thì quý vị hãy đón xem những bộ phim thường xuyên của Tùng Quê ha quý vị. Thì lời nói cuối cùng, Tùng Quê cũng cầu chúc toàn thể quý vị xa gần luôn được bình an, hạnh phúc, nhiều sức khỏe để đón Tết Giáp Thìn thật là vui, an lành, hạnh phúc. Và cũng mong cầu toàn thể quý vị chúng ta thì làm việc gì cũng vậy, quý vị cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Và quý vị đi đứng nằm ngồi trang niệm chú quên, không đợi gì thời khắc, hay nhất tâm niệm Phật. Thứ nhất là giữ được tâm thanh tịnh, mà chúng ta sống trong thiền định bằng câu niệm Phật. Thứ hai là quý vị cũng được Đức Phật gia trì, do quý vị nhá niệm hàng giờ hàng phút, thì thật sự ra là rất là nhiều điều tốt đẹp quý vị. Thì mong rằng quý vị và Tùng Quê cố gắng thực hiện. Giờ đây thì Tùng Quê xin tạm dừng phim, kính chúc quý vị an lành. Nam mô A Di Đà Phật.